Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Quay trở lại với series Neo Thách Đấu của mình thì nay sẽ có kèo đối đầu với con bài Diu. Mời mọi người cùng theo dõi xem là bên có ăn được Diu hay không, thì mời mọi người cùng theo dõi diễn biến trận đấu. Giới thiệu qua về đội hình hai bên thì khu vực ở đường rồng sẽ là kèo Châu La Esu, đối đầu với Châu La Esu sẽ là kèo Grak cũng như là Lavi. Ở khu vực đường mid sẽ là kèo Zue đối đầu với cả Liliana. Và ở khu vực đường top sẽ là kèo Ian đối đầu với cả Peret. Và cuối cùng sẽ là đường rừng sẽ là kèo mình cầm pen đối đầu với cả con bài Jin. Nhận xét qua về các kèo đấu thì ở khu vực đường rồng thì Esu cũng như là Châu La thì về late game thì khó có cửa ăn lại kèo Grak cũng như là Lavi, nhưng mà còn tùy vào kỹ năng anh em. Ở khu vực đứng mid thì Liliana cũng như là Zue thì là một kèo gọi là khá là cân, khi mà con bài Lily cũng như là con bài Zue đều là hai con bài sốc sát thương khá là khủng khiếp. Ở khu vực đứng top sẽ là kèo Ian đối đầu với cả Vered, thì hai con bài hệ đồng sĩ này thì cũng là 50-50 thôi, kỹ năng ông nào để hơn thì ông để ăn. Và kèo đường rừng sẽ là kèo Pain đối đầu với cả Jill. Thì theo mình đánh giá thì Pain và Jill cũng chỉ là ngang kèo thôi, tại vì là hai bên đều có những điểm lợi và điểm hại riêng, có những tùy vào kỹ năng của từng bên như thế nào. Ở sau đây là một tình huống di chuyển lên đường rồng để bắt vào vị trí của Grak, khi mà Grak còn khá là thấp máu. Và Grak đang chạy cuối solo với cả Châu La thì đã bị mình gọi là cho một combo phải lên bảng điểm số trong tình huống vừa rồi. Tiếp theo đó thì mình có di chuyển ra định ăn vào con rồng này, nhưng mà tem bạn có Jill và Liliana cũng đang ở khu vực này. Châu La tem ta vừa bị Jill và Liliana quánh hội đồng và bay màu ngay lập tức. Jill đang có một pha gọi là lùa theo mình, là vì đang liên tục với những pha gọi là bắn băng trụ và tiễn mình lên bảng điểm số, nhưng mà sau đó thì cũng đã phải làm chuồng với lượng sát thương đến từ Esu. Tình huống gọi là hơi ảo đến từ Pain, khi mà nhận thấy là tem bạn đang ở gần khu vực này thì mình đã lao ra ăn rồng đúng hơi đen là bị Jill tem bạn lao xuống và cho một combo bay màu ngay lập tức. Tiếp theo đó thì sau khi hồi sinh xong thì mình di chuyển ra hướng con Caesar, khi mà nhận thấy là Jill tem bạn cũng đang ở khu vực này. Và đạn thần quang của Lavi định scam mình nhưng mà hơi đen là không trúng. Zue tem ta vừa bị ba thành viên tem bạn lùa là thừa sống thiếu 3 chấm. Tiếp theo đó thì mình có đuổi theo vào con bài Vered, một pha gọi là huyết xích bỏ chạy đến từ Vered. Nhận thấy là Jill ở khu vực này thì mình cũng đã phải lùi về ngay sau đó, khi mà 2 đánh 1 thì không trốn thì cũng què anh em. Và tốt nhất là tránh voi chẳng xấu mặt nào, thế té ra. Sau đó thì mình cùng Ian có tổ chức ăn vào con kinh công này, khi mà con rồng vừa rồi đã bị tem bạn là KS mất. Tiếp theo đó thì mình di chuyển về rừng để farm vào con khỉ đầu lá, sau đó là di chuyển ra mid để hỗ trợ Zue dọn lính cũng như là bắt vào vị trí của Liliana, nhưng mà Liliana khá là tịch. Tiếp theo đó thì mình di chuyển về phía bùa xanh, cố gắng farm bùa xanh thật nhanh vì tại vì nhận thấy là đường rồng đang combat khá là căng. Jill tem bạn là có một pha gọi là vào khá là sâu, mình thì có một pha bay lên và tiễn hỗ trợ Châu La tiễn Jill lên bảng điểm số. Tiếp theo đó thì mình có hạ gục được vào mạng của Lavi và combo vào vị trí của Grak, hai mạng hỗ trợ và một mạng hạ gục. Tiếp theo đó thì mình đang có quay để lấy đi mạng của Liliana, nhưng mà Liliana khá là ao nhảy và một pha gọi là hơi bị ngáo ngơ đến từ Pain. Sau đó thì Esu tem mình thì cũng đã lấy được đi cái trụ đầu tiên ở khu vực đường rồng. Giới thiệu qua về KDA của hai bên thì số mạng hạ gục của bên ta đang là 8, còn bên bạn đang là 5. KDA của mình đang là 321, KDA gọi là đi xuống. Mà càng xuống càng tốt anh em, đánh mà KDA càng lên thì lại mới là càng mệt. Sau khi hồi sinh xong ra thì mình tiếp tục di chuyển về phía bùa đỏ, nhưng mà nhận thấy Liliana vào băng trụ bắt vào vị trí của Zue, mình định ra hỗ trợ nhưng mà không kịp, và định muốn bay để cố gắng combo vị trí của Liliana,
Iena vừa băng xương và có một pha gọi là đổi sang dạng người và chạy mất hút luôn. Và tiếp theo đó thì mình hỗ trợ Duy dọn lính và sau đó lại quay trở lại rừng để farm. Thì dưới đường top thì đang quánh nhau khá là căng giữa Ian cũng như là Veret. Ian em ta vừa có một tình huống gọi là ngàn cân treo sợi bún. Mình sau khi farm xong con khỉ đầu lá thì di chuyển sang phía bùa đỏ. Phía trên đường rồng thì Esu cũng như là Châu La đang khá là lợi thế khi mà Châu La đang thể hiện cái sự gọi là khắc chế đối với con bài Grack. Châu La khá là nhiều chiêu miễn không khiến cho Grack khá là khó kéo. Một pha gọi là ăn đồng thành công của Châu La cũng như là Esu. Mình sau khi lên hỗ trợ muộn thì cũng cố gắng lấy đi mạng của Grack tem bạn, nhưng mà mạng này không phải mình hạ gục mà chỉ là mạng hỗ trợ thôi. Tiếp theo đó thì mình quay trở lại phần bột xanh để farm cũng như là lấy lượng vàng nhanh nhất. Sau đó là di chuyển sang để hỗ trợ Dre một pha gọi là Jill cũng như là Didi đang cố gắng bắt vào vị trí của Ian. Có một tình huống gọi lao xuống hỗ trợ và gọi là bay ulti trực tiếp vào vị trí của Jill, nhưng mà Jill đã băng xương. Nhưng mà sau đó thì ba thành viên team ta cũng đã dồn cho tiễn Jill lên bảng điểm số. Sau đó là Lidiana còn khá là thấp máu thì đã phải lùi về. Mình thì cũng không truy đuổi nữa tại vì là lượng máu của mình còn khá là thấp, nên là mình đã giật về pha quay rừng cũng như là xem có pha gọi là KS thần trưởng nào không để lên KS. Hiện tại thì hai bên đang giật về khá là sâu. Team bạn thì đang bị ép khá là gắt với con bài Châu La cũng như là Esu và Duy. Những tình huống cắt của Duy, những pha việt chính kích của Esu và những pha gọi là càn nước đến từ Châu La khiến team bạn khá là khó thở. Yan team ta cũng đang khá là thắng kèo so với cả Veret. Team ta đang lấy được đi được hầu như là ba dàn trụ ở ngoài của team bạn, và tình huống bay vào và tiễn là Grack team bạn lên bảng điểm số. Ian cũng đã lao vào trụ và lấy đi mạng của Lavi. Dre team ta vừa có một tình huống gọi là sốc đam vào vị trí của Ziu và khiến Ziu quay màu ngay lập tức. Mình sau khi giật về thì đang cố gắng ăn con tinh công để lấy lợi thế ép đường cũng như là đẩy đường. Khi mà team mình đang xanh thì tốt nhất là ép càng sớm càng tốt anh em, tránh cái tình trạng là đêm dài lắm mộng. Mình thì còn nửa cây máu nhưng mà vẫn lanh quanh ở khu vực này tại vì là mình mang ngọc hồi máu nên là có lính thì mình sẽ hồi lại máu ngay. Và những tình huống gọi là cấu khá là đau đến từ Lidiana. Sau khi nhận thấy là team bạn đã lùi về khá là sâu thì mình cũng đã lùi về phần rừng của mình, cố gắng farm rừng mình thật nhanh, sau đó là di chuyển để hỗ trợ cho team ta. Và Esu cũng như là Dre team ta đang ở khá là cao. Châu La thì đang đi check map cũng như là can nước vào con bài Grack, không cho Grack câu kéo, tránh tình trạng gọi là câu những thanh niên màu giấy của team ta. Ở đường mid thì đang combat khá là căng với 4 thành viên team ta và 5 thành viên team bạn. Mình thì cố gắng dọn đường cũng như là đẩy đường lính cao nhất. Dre team ta vừa có tình huống hạ gục vào vị trí của Grack. Mình đang di chuyển lên và bay trực tiếp vào vị trí của Veret. Sau đó thì mình có hỗ trợ hạ gục vào Veret, tiếp tục đuổi theo vào vị trí của Jin và tiễn Jin lên bảng điểm số. Lily còn khá là thấp máu đang cố gắng chạy, mình cố gắng đuổi theo nhưng là Lily đã lao vào trụ thì mình cũng có một pha gọi là băng trụ và tiễn Lily lên bảng điểm số. Em bạn đã mất đi 5 thành viên và trận đấu nó khả năng sẽ kết thúc tại đây. Vâng, và gọi là hút khá là hay đến từ Grack. Khả năng là trận đấu vẫn còn tiếp tục khi mà con bài Grack đang cố gắng. Vâng, mình đang cố gắng chém trụ nhiệt tình nhưng mà với lượng máu khá là thấp thì không thể làm gì được. Em bạn thì 3 thành viên đã ra và mình đang cố gắng quay lại để lấy đi cái trụ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Mọi người xem thấy hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.